Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy giả, dạ. có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em, anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ người trách ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời chúa. Kinh thưa quý ông bà và anh chị em, theo lẽ tự nhiên, khi phải đối diện với đau khổ, dịch bệnh và chết chóc chia ly con người chúng ta tự hỏi thiên chúa ở đâu trong nỗi đau của tôi và của anh chị em tôi và đi xa hơn đi đến tận cùng của lời hỏi này chính là niềm hy vọng của tôi đặt ở nơi đâu những câu hỏi như thế sẽ được chúng ta đặt ra trong suốt cuộc đời mình và ẩn chứa trong các câu hỏi đấy là một sự trách móc thiên chúa. Suy gẫm bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy lời Chúa lại vén mở cho người ta một cái lối nhìn khác. Ấy là không phải chúng ta đặt câu hỏi về Thiên Chúa, mà là hãy để Thiên Chúa hỏi lại chúng ta. Xét là chúng ta đang là những người đi theo Chúa Kitô đang là những người tin vào người, hy vọng vào người. Như bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, Đức Giêsu hỏi các môn đệ và hỏi dân chúng đang đi theo người rằng, anh em bảo thầy là ai? Điều này cũng có nghĩa là anh em biết gì về thầy, anh em hy vọng gì nơi thầy. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong thực tế cho chúng ta thấy rằng biết mình là ai và có vị trí nào trong tâm hồn nơi người khác là điều rất là bình thường trong mối tương quan giữa con người với nhau anh hay chị hay bạn có phải là người tôi yêu thương nhất không anh hay chị hay bạn có phải là người quan trọng nhất người tôi tin tưởng nhất không chúng ta đặt câu hỏi để cho người kia biết Họ có vị trí nào trong tâm hồn của mình? Điều đó là điều lẽ tự nhiên. Nhưng thưa anh chị em, đối với Đức Giêsu, thì Ngài không cần điều đó, bởi vì Ngài biết rõ Ngài là ai. Ngài chính là ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ta là đường, ta là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu biết rõ. Ngài là ai và Ngài đến thế gian này để làm gì? Như lời Ngài nói, ta đến để thi hành ý đấng đã sai ta. Thế nên lời hỏi của Chúa Giêsu ở đây mang một chiều kích khác. Bởi lẽ Chúa Giêsu biết người ta hiểu sai về mình, hiểu sai về sứ mạng của đấng Kitô. Bằng chứng cho thấy rằng ngay sau khâu câu trả lời câu tuyên xưng của ông Phêrô, Đức Giêsu đã khiển trách ông Satan lui lại đằng sau thầy. Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Như thế, thưa anh chị em, như vậy là có một sự hiểu sai lầm về, của các môn đệ về Đức Giêsu, về thầy của mình, về đấng là con thiên chúa theo quan niệm của người do thái lúc bấy giờ họ đang mong chờ một đấng cứu thế có thể giúp họ thoát khỏi ách thống trị của người roma họ mong tìm lại được thời vàng son thời hưng thịnh như là triều đại david do đó họ mong đợi một đấng cứu tinh mang tính cách trần thế nghĩa là giúp họ thoát khỏi cảnh đau khổ, sự giữ hay là một tổ chức thống trị đang đè nặng trên dân tộc, trên con người của họ. Đấy là một cái khát vọng rất là bình thường của những người yếu hèn trước một thế lực mạnh hơn mình. Nhưng đó không phải là trọng yếu là cốt lõi của người môn đệ bước theo Chúa Kỳ tổ theo tin mừng Thánh Mác Cô mà chúng ta vừa nghe. Đức Giêsu quay lại hỏi các ông, anh em bảo thầy là ai? Cũng cái cử chỉ ấy, cái cử chỉ quay lại này, Đức Giêsu đã nhìn các môn đệ chúng ta đã gặp thấy trong tin mừng của Gioan đã kể lại hai môn đệ đi theo Đức Giêsu và khi ấy Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì ngài hỏi các anh tìm gì thế các anh tìm gì thế ở cái khung cảnh này lời hỏi của đức giê giúp cho các môn đệ khám phá lại động cơ đi theo người còn hôm nay người muốn một sự đổi mới hoàn toàn từ trong suy nghĩ đến con tim và hành động của các môn đệ về vai trò cứu thế của người về con đường cứu chuộc và dạy cho các môn đệ biết đấng cứu thế thực là con thiên chúa đấng phải chịu đau khổ thế nào điều này đã được các môn sứ như là isaiah đã tiên báo trước trong bài đọc thứ nhất của phụng vụ hôm nay isaiah đã kể về người tôi chung đau khổ với những lời này tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi đã đưa má cho kẻ giận râu, tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ bộ nhổ tôi. Đấy là những lời mà Isaiah đã tiên báo về đấng cứu thế. Như vậy cho chúng ta thấy rằng, sứ mạng của đấng cứu thế, tôi chung của Thiên Chúa hoàn toàn ngược lại với tâm thức mong chờ và hy vọng của các môn đệ về một đấng cứu thế theo kiểu trần thế. Thưa anh chị em, khi nhìn vào thực tế, niềm hy vọng của người Do Thái năm xưa thì cũng giống như kinh nghiệm của chúng ta hôm nay thôi. Đứng trước gian nan thử thách, đứng trước dịch bệnh, đứng trước sự chết chóc chia ly, con người chúng ta dễ cảm thấy Thiên Chúa đang ở ngoài chúng ta đang ở trên chúng ta không dính dự gì đến chúng ta cả. Nhưng không thưa anh chị em, nơi Đức Kitô, một Thiên Chúa bước xuống với con người và mang những thương tích của con người. Đức Giêsu đã phải chịu đau khổ, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục và phải chịu chết trên thập giá. Ngài rất gần với chúng ta và nói như thế có nghĩa là thiên chúa đã chịu thương tổn vì yêu con người và vì yêu chúng ta người đã tỏ lộ chính ngài trên thập giá để con người có thể gặp ngài tìm thấy ngài trong mọi tương quan trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống và nói như thế con người luôn được đổ đầy sự yêu thương niềm hy vọng vào đức kitô còn thiên chúa làm người, thưa anh chị em, trong hoàn cảnh dịch bệnh mà chúng ta đang phải đối diện hôm nay, tôi lại đọc thấy ở đâu đó những cái lời chia sẻ rất là tâm tình thế này. người ta viết hôm nay sự thật là tại các sân bay, con người trao cho nhau cái nhìn con người một cách chân thật và tha thiết hơn trong các sảnh của đám cưới và tại các bức tường của bệnh viện người ta đã nghe thấy nhiều lời cầu nguyện sốt sáng hơn bất cứ nơi nhà thờ nào sự thật đó là trong cảnh đau khổ trong thử thách người ta đã biết cầu nguyện và lời cầu nguyện rất tha thiết vâng thưa anh chị em trong thử thách và đau khổ, người tin nhận ra rằng Thiên Chúa đang hiện diện, Ngài đang dính dự với con người và gợi lên nơi tâm hồn mỗi chúng ta niềm hy vọng vào người, vào Chúa Giêsu. Vâng, chính trong khó khăn chúng ta thêm xác tín rằng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân ái, là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ an ủi Người luôn nâng đỡ an ủi chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn khổ đau của Đức Kitô thì nhờ người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Đấy chính là những lời mà Thánh Phaolô tông đồ đã viết khi gửi tín hữu Tô. Thưa anh chị em, hôm nay Đức Kitô vẫn hỏi mỗi người chúng ta rằng anh em bảo thầy là ai? Mỗi người chúng ta nhìn vào sâu tâm hồn mình để nhận biết rằng Đức Kitô có phải là người ban. Đức Kitô có phải là người rất thân thiết với tôi không? Ngài có phải là người Là Thiên Chúa Đứng đầu trên mọi chọn lựa Trong cuộc sống của tôi không? Lời hỏi này không những là lời tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô mà phải dẫn mối chúng ta đến lựa chọn dứt khoát để thuộc về người. Như Chúa Giêsu nói, ai theo tôi hãy từ bỏ chính mình vác thập giá hàng ngày mà theo. Chúng ta là những người đang bước theo Chúa Kitô, đang phải vác thập giá cuộc đời của mình để đi theo Chúa. Như vậy, lời hỏi của Đức Giêsu rằng anh em bảo thầy là ai khiến chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi đâu? Đặt vào ai? khi chúng ta khám phá ra rằng Đức Kitô chính là niềm hy vọng của chúng ta ngang qua cái chết và sự phục sinh của người ngài đem đến cho chúng ta niềm hy vọng được sống với ngài muôn muôn đời thưa anh chị em khi chúng ta khám phá lại niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô thì cũng là lúc chúng ta nhận ra rằng trong mọi đau khổ trong mọi thử thách chúa đang ở với chúng ta đang kề bên chúng ta ngài đang thông chia sự đau khổ với chúng ta đang cảm thấu những mất mát mà chúng ta đang phải chịu đựng cho nên thưa anh chị em lời mời gọi của chúa hôm nay giúp cho chúng ta hãy can đảm đứng lên bước đi trong sức mạnh của niềm tin bước đi trong niềm hy vọng đặt vào Chúa Kitô. Chúng ta sẽ cùng hân hoan hát lên lời thánh bệnh mà chúng ta vừa hát trong phần phụng vụ thanh lễ hôm nay. Đó là tôi sẽ tiến bước trước nhan thiên chúa trong miền đất của nhân sinh. Vâng, chúng ta sẽ cùng đứng lên cùng hân hoan tiến bước như lời chúa mời gọi tôi sẽ tiến đi trước nhan thiên chúa trong miền đất của nhân sinh chúng ta bước đi bởi vì có chúa đang đi với chúng ta đang thông chia những đau khổ những thử thách vì ngài chính là niềm hy vọng của mỗi chúng ta lạy chúa xin nhìn đến chúng con để chúng con luôn tiến bước trước nhàn chúa để mỗi người chúng con cảm nhận rõ ràng rằng chúa đang yêu thương mỗi chúng con amen